Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VV Channel. Và sáng ngày hôm nay thì một trang Twitter của BSC News với hơn 500.000 lượt follow đã chia sẻ một nội dung liên quan đến Binance Network cách đây khoảng 9 giờ trước. Và trang Twitter này đã có tích xanh luôn rồi nha các bạn. Đã có tích xanh luôn rồi này. Và đây là một cái nền tảng truyền thông hàng đầu bao gồm tài chính phi tập trung DeFi trên BNB Chain cũng như là chia sẻ những thông tin về thị trường crypto. Và vào 9 giờ trước thì họ đã có chia sẻ về Binance Network và có luôn bài viết về Binance Network trên trang Twitter và trên trang web của mình. Đây, chính là thông tin này. Họ có tab luôn trang Twitter của Bigo Team vào luôn nha các bạn. Đó là mọi người liên kết crypto với đầu cơ tiền tệ để tìm kiếm lợi nhuận. Nhưng blockchain Binance Network mới nổi của đội ngũ Bigo Team cho biết là Bi đang được xây dựng để giải quyết những vấn đề trong thế giới thực. Và ở dưới là toàn bộ bài viết của bài báo này được đăng vào khoảng 3 giờ sáng ngày 1 tháng 11. Đã được hơn 1.700 lượt thích rồi nha các bạn và được tweet lại cho đến hơn 600 lần rồi này. Có luôn cả phần trả lời của BChainMore ở đây luôn nha các bạn. Đây này, BChainMore có trả lời này. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để xây dựng tiện ích thế giới thực trong hệ sinh thái Bi. Trong BChainMore bạn có thể trao đổi hàng hóa và dịch vụ bằng tiền điện tử Bi và cũng rất nhiều những cái bình luận khác. Vậy thì bài báo này nói gì? Thì đây chính là toàn bộ nội dung của bài báo với tiêu đề là người đồng sáng lập của mạng Bi chia sẻ để thành công trong lĩnh vực tiền điện tử thì hãy để xa tầm tay mình với tiền mặt. Rất nhiều hoạt động blockchain xoay quanh việc đầu cơ về tiền điện tử, nhưng riêng Bi Network thì muốn thay đổi câu chuyện này bằng các tiện ích thật sự để giải quyết được vấn đề cho người dùng. Bi Network sẽ đi theo hướng tiện ích mà theo người đồng sáng lập Sifan của Binance Network tin rằng là hầu hết các hệ sinh thái tiền điện tử không bền vững trong dài hạn. Bởi vì tiện ích của các mã thông báo của họ tập trung chủ yếu vào những gì người dùng có thể kiếm được từ chúng, thay vì các dịch vụ giải quyết các vấn đề thực tế. Và trong một video tháng 9, tiến sĩ Sifan cho biết Bi đang tuân theo một đặc tính phát triển khác. Đó là Bi khá là khác biệt so với các dự án khác. Đối với phần lớn các dự án còn lại, mục tiêu của họ là được niêm yết trên các sàn giao dịch. Nhưng tại Bi, chúng tôi tin rằng chìa khóa thành công thật sự trong thế giới tiền điện tử và Web3 nằm ở việc tránh đầu cơ tiền tệ sang một điểm mà các mạng tiền điện tử cung cấp các dịch vụ thật sự để trả lời cho các câu hỏi của người dùng. Ví dụ như là câu hỏi, tôi cần đáp ứng nhu cầu gì trong khi sử dụng tiền điện tử này? Thì Sifan đã nói như vậy. Và trọng tâm của Bi, một dự án khai thác blockchain trên điện thoại di động và xây dựng tiện ích trong thế giới thực để làm cho blockchain và Web3 có thể truy cập được bằng cách sử dụng các chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng về cộng đồng, về phân cấp và việc xây dựng tiện ích. Và Bi Network đã bước vào giai đoạn mạng chính vào tháng 12 năm 2021 và dự kiến sẽ sớm kết thúc. Trong giai đoạn mạng kèm theo, nhóm đã điều chỉnh mạng và các ứng dụng đang chạy thử nghiệm. Còn phía dưới là một lời giới thiệu ngắn gọn về Bi Network. Bi Network là một dự án khai thác blockchain di động với sứ mệnh cung cấp cho mọi người quyền truy cập vào cuộc cách mạng tiền điện tử. Dự án được thành lập bởi một nhóm từ trường đại học Stanford, những người đã thiết kế một thuật toán khai thác blockchain thân thiện với thiết bị di động. Và Bi Network đã phát triển qua nhiều năm, tổ chức các cuộc thi hackathon, xây dựng một vài ứng dụng blockchain Bi đang hoạt động và hiện đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình di chuyển sang Open Mainnet cho cộng đồng. Và đó là toàn bộ chia sẻ của BSC News viết về Bi Network. Và từ bài báo này được đăng trên một trang Twitter tích xanh rất uy tín như thế này cho chúng ta thấy được Bi Network có độ uy tín lớn như thế nào và Bi Network có tiềm năng như thế nào. Điều này mình nghĩ nó sẽ đánh bật đi những hoài nghi của các bạn trong thời gian vừa qua. Sau khi thấy đồng Renix của sàn Remitano nó lên sàn thì chúng ta cũng đã có những cuộc tranh luận giữa fan của Bi Network và fan của đồng Renix. Và thậm chí nhiều fan của Bi Network cũng dần quay lưng với Bi trong giai đoạn vừa qua khi Bi Network im ắng trong thời gian này. Nhưng những bài báo này chính là những minh chứng rõ nhất cho thấy được Bi Network thật sự có tiềm năng thì mới có thể được chia sẻ. Trong này họ có trích lại lời của tiến sĩ Sifan và chính những cái chia sẻ này mình cũng muốn nhắc nhở tất cả những pioneer rằng giống như tiến sĩ Sifan đã nói đó là để thành công thật sự trong thế giới tiền điện tử và Web3 chúng ta cần cung cấp những dịch vụ thật sự và hầu hết các hệ sinh thái tiền tử trước đó không bền vững được
trong thời gian dài hạn là bởi vì tiện ích của họ chỉ tập trung chủ yếu vào những gì mà họ có thể khai thác được, thay vì họ tập trung vào việc giải quyết những nhu cầu thật sự của người dùng. Và B-Network được xây dựng để giải quyết được những vấn đề thật sự của người dùng. Mà mình nghĩ chính vì những sự ưu việt của B-Network thì điều đó mới có thể được một trang Twitter uy tín viết riêng về các dự án phi tập trung và crypto đăng lên như thế này. Và đó là toàn bộ chia sẻ của BSC News về B-Network. Và mình nghĩ chỉ cần có vậy là chúng ta có thể thấy được B-Network uy tín và tiềm năng như thế nào trong tương lai. Và đó là toàn bộ chia sẻ của mình. Và sau khi cân nhắc thì mình đã chính thức lập thêm một kênh mới để chiều lòng nhiều bạn muốn tìm hiểu thêm những dự án khác ngoài B-Network ra. Và đây là kênh mà sẽ chia sẻ về tất cả những dự án tiềm năng. Mình sẽ để lại link ở dưới phần bình luận và mô tả.